Xin thân mến kính chào quý vị và các bạn. Trên tay em đang cầm đây là một cục giải mã âm thanh để anh em kết nối từ cổng quang học Optical trên Smart TV. Thông thường những chiếc Smart TV hiện nay thì họ thường gần như là loại bỏ hết cổng tai nghe, tức là cổng 3.5mm, và sẽ chuyển sang cổng âm thanh chất lượng cao là cổng Optical để truyền âm thanh kỹ thuật số. Và để có được sử dụng được cái cổng đó thì anh em cần một cái bộ giải mã như thế này, hoặc là đơn giản là một bộ chuyển đổi quang học Optical thì như anh em đã dùng rất là lâu rồi. Và đây là một cái sản phẩm em bán khá là nhiều, cực kỳ nhiều, nên là rất mong là những anh em nào đã từng sử dụng bộ đầu giải mã DAC này rồi có thể comment cái ý kiến, cái nhận xét của anh em ở phía dưới để cho những anh em khác được biết. Và phải nói rằng là khi em bán bộ này thì rất nhiều anh em gửi những lời khen góp ý rất là nhiều, bởi vì không ngờ rằng là một sản phẩm với phân khúc giá nó thấp như vậy mà đem lại cái hiệu quả rất là cao, và nó vượt xa, hoàn toàn vượt trội nha so với những bộ chuyển đổi quang bình thường. Và đây là cái hộp của nó, khá là nhỏ anh em thấy, Digital to Analog Audio Converter 192kHz DAC, 192kHz, đây là cái tần số lấy mẫu của nó anh em nhé. Thì anh em mở ra nó sẽ có gì? Thứ nhất là một dây nguồn, và em sẽ hướng dẫn rất chi tiết để anh em cách sử dụng dây nguồn. Dây nguồn này thì anh em có thể cắm nguồn, em sẽ tặng kèm một cục nguồn đi kèm, cục nguồn khá là xịn để tặng kèm anh em. Còn cách đơn giản nhất, nếu như anh em thuận tiện có thể cắm trực tiếp vào cổng USB của TV. Thế nhưng em khuyến nghị anh em không nên dùng cổng USB của TV, nó tiện thôi, anh em tốt nhất là anh em lấy nguồn ngoài. Tiếp đến sẽ có một dây cáp quang Optical. Dây quang này có chiều dài 1m thôi. Dây này hãng tặng kèm, nếu như mà anh em muốn nâng cấp sang dây quang xịn hơn, dài hơn thì em sẽ có cho các bác và anh em. Dây quang này có chiều dài là 1m, dây quang Optical. Thì khi anh em kết nối thì em nhớ tháo cái đầu chụp này ra. Ở mỗi cái dây quang nó sẽ có đầu nhựa bảo vệ cái mặt của nó, cái mặt gương của nó sợ bị xước, nó sẽ bịt, anh em nhớ rút nó ra. Nhớ tháo nó ra. Nếu như anh em cắm nó vẫn ra tín hiệu nhưng nó không chuẩn anh em nhé, bởi vì cái nhựa này nó nhựa trong. Mà đã nhựa trong thì ánh sáng nó vẫn truyền qua được, nên là đôi khi nó vẫn có tín hiệu anh em nhé. Nhớ phải tháo cái đầu nhựa ra. Một quyển hướng dẫn sử dụng và thông số kỹ thuật. Như con này em nói là con này tần số lấy mẫu là 192kHz và giải mã là 24bit anh em nhé. Và cục giải mã của chúng ta đây, nó khá là nhỏ so với những cục giải mã, thậm chí là nhỏ hơn cả một số cục chuyển đổi quang thông thường. Em có một cái video clip là hiện nay cũng gần 10.000 lượt xem về tháo xem linh kiện bên trong, thì anh em có thể tìm để xem lại cái bộ giải mã này. Đấy. Đây là logo của hãng Zenet anh các bác và anh em nhé. Hãng Zenet thì có khá là nhiều cái sản phẩm như là về âm ly kỹ thuật số này, âm ly đèn này, về đầu giải mã như là DA800 giá 2.850.000, anh em có thể xem lại. Còn những anh em ở phân khúc thấp hơn một chút mà chủ yếu dùng cho gia đình đơn giản thì nghiên cứu con này rất là hay rồi. Đây mặt trước của nó, và mặt sau nó sẽ có modem sản phẩm là HS202 và cả cái series ở dưới 5002X210301 đấy. Và vỏ nó được làm một cái vỏ nhôm phay khá là chắc chắn, khá là đẹp, các anh em xem rất chắc chắn, cầm cái rõ rất là chắc, và họ bơ via những cái góc giống như ở hình mặt cắt của kim cương rất là đẹp anh em thấy. Và những dòng chữ được dập rất sắc nét nhá, họ dập chìm luôn ở trên cái con đầu giải mã này. Đây, mặt trước, và đây là cổng input, là cổng tín hiệu vào. Nó sẽ có một là đường cổng nguồn, hai là đường optical. Đây TV của anh em cũng có cổng này nhá, cổng optical như này. Đấy. Cổng coaxial này thì ít dùng, gần như ở trên những cái đầu đĩa CD thì sẽ có, gần như anh em chỉ 99% hoặc là 98% anh em chủ yếu mua cổng này để dùng cổng optical ở trên Smart TV. Và nó sẽ ra đường AV, một đường AV và một đường 3.5. Và có cái hay con này ra cùng lúc được cả hai đường anh em nhé. Cái đường AV này xuống âm ly là sử dụng 3.5 ra 2 AV như này. Anh em kết nối vào đây và cắm ra một con âm ly cũng dùng, nếu như anh em không có dây AV dùng dây 3.5 cũng được, nhưng em khuyên anh em nên dùng dây AV để âm thanh được tối ưu nhất. Và có một cái hay là khi anh em cắm cổng 3.5, cái đường AV vẫn ra bình thường, tức là nghe cùng lúc được hai cổng này. Có một số anh em sử dụng nhà có hai bộ âm ly, anh em dùng một đầu này và cắm cho hai âm ly. Đấy, anh em không cần phải rút dây ra
nghe âm đi nào thì bật âm đi đó lên, tín hiệu. Anh em hình dung ra chưa? Đấy là một cái ưu điểm tiếp theo. Giờ em sẽ tiến hành hướng dẫn các bác và anh em cách sử dụng con này. Đầu tiên là anh em cắm cho em cái dây nguồn vào. Cắm dây nguồn vào. Đây, dây nguồn của nó đây. Rồi, sau khi cắm dây nguồn vào thì anh em cắm cái dây quang ở đây. Dây quang này anh em để ý cho nhân nó hơi có chiều vát. Video này em hướng dẫn cho các bác mới chơi nên em sẽ hướng dẫn rất chi tiết để mong anh em nào biết rồi có thể bỏ qua. Kết nối vào đường optical của TV và đường optical của giải mã kết nối như nhau. Em kết nối vào đây, cắm phập phát là được, là ăn ngay. Tại vì là cái TV của em để đặt vị trí khá là xa nên em sử dụng dây cáp quang này. Đây, dây quang của em đây. Dây này thì anh em mua kèm sẽ có giá là 160.000 đồng. Em đang bán lẻ là 185.000. Dây quang Hotech rất là xịn như này nhá. Anh em lưu khi mua kèm sẽ có giá là 160.000. Rồi, anh em cắm một đầu vào TV, một đầu cáp quang cắm vào đường giải mã để lấy tín hiệu. Rồi, và từ con giải mã này anh em lấy cái đường dây AV, dây bông sen hai đầu như này, kết nối với cả âm ly. Được chưa? Khi cắm nguồn anh em nhìn đèn nó sẽ báo đỏ như này. Đấy. Và em sẽ nhìn của lói qua một chút, tín hiệu sẽ đi từ TV qua dây cáp quang vào con đầu giải mã. Và đến đầu giải mã nó sẽ giải mã tín hiệu ra tín hiệu analog để xuống âm ly. Và bây giờ anh em chỉ cần bật âm ly, bật TV là sử dụng. Và trường hợp như này, em chú ý nhá, em đang bật TV của em đây, hiện tại vẫn chưa ra tiếng ở loa của em, nó vẫn đang phát ra tiếng ở bên trong TV đây, đang phát ra tiếng ở loa ở bên trong TV ra mà loa ở dưới chưa ra. Như vậy thì anh em cần một cái bước cài đặt ở trên TV, đó là chọn ngõ ra âm thanh. Mặc định bây giờ cái TV nó đang cài âm thanh đầu ra là loa TV và chúng ta đã dùng loa quang học, thì anh em vào phần cài đặt cho em rồi nhá. Em quay trên TV cho mọi người dễ nhìn. Anh em đi đến phần tất cả cài đặt đi. Có một số TV nó sẽ có phần cài đặt nhanh và phần âm thanh luôn, nhưng em khuyên anh em là lên ở phần tất cả cài đặt để cài đặt nó tổng quát hơn. Anh em đi đến mục âm thanh. Mục âm thanh. Đây, mục âm thanh đây. Và trong mục âm thanh thì anh em sẽ chọn cho em hai cái, một là cái đầu ra âm thanh. Đầu ra âm thanh anh em thấy chưa? Đầu ra âm thanh thì của nó sẽ có loa trong TV này, optical này, HDMI này, Bluetooth này. Đấy. Thì anh em dùng cổng quang optical thì chọn cho em optical. Đấy là một. Tiếp theo còn một cái nữa, nếu như mà anh em chọn xong rồi mà chưa ra tiếng, anh em chọn cần một cái nữa là chọn định dạng âm thanh. Định dạng âm thanh anh em chọn cho em là PCM nhé, BFM. Chọn cho em hai cái này thì chắc chắn là ngon cành phở. Anh em chạy. Rồi anh em bật. Như vậy là loa nó đã phát ra, tín hiệu sẽ phát ra loa từ âm đi đẩy ra rồi. Còn bây giờ có một số anh em có một cái thắc mắc là như vậy, mỗi lần bật loa TV, bật TV thì phải bật âm ly chăng? Thì anh em chọn cho em cái cài đặt này như này. Trong phần cài đặt âm thanh thì anh em chọn cho em cái đầu ra âm thanh. Anh em không chọn đơn giản là một cái optical nữa mà anh em chọn là loa TV, đấy, loa trong TV này cộng quang học, tức là ra cùng một lúc khi em chọn cái này nhá. Rồi em sẽ bật cho anh em. Khi anh em chọn cái này thì đồng nghĩa với việc là loa TV vẫn phát, loa dưới vẫn phát. Đấy, trong trường hợp anh em không muốn bật loa dưới, anh em tắt loa dưới đi. Đấy, thì loa TV của anh em vẫn ra. Đấy, như vậy thì anh em không cần phải lúc nào bật âm đi cũng được. Anh video clip em có làm rất là nhiều rồi về so sánh với cả một bộ chuyển đổi quang, về tháo linh kiện ở bên trong, thì anh em có rất là nhiều anh em có thể xem lại nhá. Và cuối cùng là em báo giá sản phẩm này là 350.000 đồng một bộ, gồm có dây nguồn, dây cáp quang, cục nguồn em tặng kèm và miễn phí giao hàng toàn quốc, chưa hết bảo hành 1 năm cho anh em, lỗi 1 đổi 1 trong 1 năm. Rất nhiều anh em dùng con chuyển đổi quang vài tháng hỏng con này, trong 1 năm hỏng em đổi cho con mới, uy tín chưa? Và có hai cách đặt hàng, các bạn anh em nhắn tin gọi điện trực tiếp qua số điện thoại ở trên màn hình hoặc là vào link Shopee đặt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em.